Tác phẩm Trường Sinh của tác giả Phong Ngự Kiều Thu, truyện do nhóm đạo hữu tại Facebook Góc Truyện biên dịch, hiệu đính bởi Có Lẽ Tôi Yêu Em, Bobina, qua giọng đọc MC Sở Nguyên. Các bạn thân mến, trong tập trước, Nghê Gia đã thành công rút khỏi thành Trường An dưới sự hộ tống của 8 vị tử khí cao thủ do Trương Thiện phái ra. Mặc dù trước đó đã có một sự can thiệp chưa rõ từ Hoàng thượng hay những quan viên trung thành với Hoàng thượng nhằm đóng cửa thành sớm hơn dự kiến. Điều này cũng cho thấy, kể cả khi Trường Sinh, Trương Thiện ra mặt thì phe Hoàng thượng cũng không quá nể tình. Về phần Trường Sinh, việc trao Hắc Công Tử cho Nghê Thần Y là một thay đổi rất lớn. Hiện bên người Trường Sinh chỉ còn lại nhóm bạn đồng hành là Đại Đầu, Dương Khai, Thích Huyền Minh cùng Dư Nhất. Tới đây, hành trình của bọn họ sẽ có gì bất ngờ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu trong tập tiếp theo của bộ truyện Trường Sinh. Và đừng quên ấn đăng ký kênh, like và comment phía dưới video. Còn bây giờ, mời các bạn cùng nghe chuyện. Trường Sinh, chương 212, Yêu Nghiệt Bốn Phương. Trường Sinh đứng tại chỗ, nhìn đội xe đi về hướng Tây. Nghe Thần Y cưỡi ngựa đi ở cuối cùng đội xe. Mỗi khi đi ra vài dặm, liền sẽ quay người nhìn lại, luân phiên ba lần, cho nên khi đi quá xa không còn trông thấy. Sau khi đội xe biến mất, Trường Sinh vẫn đứng tại chỗ xuất thần sững sờ. Tâm tình của hắn lúc này rất là phức tạp. Ngoại trừ không bỏ cùng phiền muộn, còn có chút áy náy. Mặc dù lúc này tam thê tứ thiếp rất là bình thường, nhưng hắn từ nhỏ sống ở sơn thôn xa xôi, mà dân chúng tầm thường bình thường chỉ có một thê tử kết tóc, cho nên hắn không quá lý giải, cũng không quá tán thành quan lại nhân gia, phú thương đại gia nạp nhiều thê thiếp. Cũng chính bởi vì loại tâm tình này, hắn mới cảm giác hổ thẹn với Nghê Thần Y. Bởi hắn biết sâu trong nội tâm, mình cũng yêu mến Trương Mặc nhiều hơn so với yêu mến Nghê Thần Y. Ngay tại lúc Trường Sinh xuất thần sững sờ, bên cạnh truyền đến Đại Đầu âm thanh: "Đại nhân, bọn hắn đã đi xa." Trường Sinh nghe tiếng quay đầu, chỉ thấy Đại Đầu chẳng biết lúc nào đã đi tới. Lúc này đang đứng ở sau lưng mình, cầm trong tay một cái áo choàng màu đen. "Đại nhân, gió đã nổi lên." Đại Đầu đem áo choàng đưa tới. Trường Sinh tiếp nhận áo choàng rồi thở dài. Áo choàng này cũng là Nghê Thần Y ngày đó đưa cho hắn. Hắn cũng không phải là người hay xoắn xuýt, nhưng lúc này trong lòng rất là dầu dĩ. Chính bởi vì biết mình yêu mến Trương Mặc nhiều hơn so với Nghê Thần Y, cho nên đối với mình lúc trước không bỏ cùng phiền muộn, hắn cảm thấy rất là hổ thẹn. Nghê Thần Y trong lòng mình không phải là vị trí thứ nhất. Đối với người ta rời đi, mình còn có tư cách gì để mà thất lạc, uể oải. Đại Đầu cũng nghĩ giúp Trường Sinh phủ thêm áo choàng, nhưng vóc dáng của hắn quá thấp, hữu tâm vô lực, chỉ có thể lần nữa thúc giục: "Đại nhân, nhanh khoác lên đi." Nghe được lời của Đại Đầu, Trường Sinh lúc này mới phủ thêm áo choàng, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Đầu, nghĩ đến tên thuộc hạ tuyệt đối trung thành này có cố tật cuốn thân, không còn sống được lâu nữa, trong lòng lại là một trận bi thương. Đại Đầu cũng không biết suy nghĩ trong lòng của Trường Sinh. "Đại nhân, trở về đi, bọn hắn đã đi xa." Trường Sinh thu hồi suy nghĩ, nhẹ gật đầu, rồi cất bước đi về hướng cửa thành. Tới chỗ cửa thành, lại lần nữa xoay người nhìn lại. Chờ thêm chốc lát, cũng không thấy Nghê Thần Y dục ngựa trở về, mới xuyên qua cửa thành trở lại trong thành Trường An. Lúc này đã qua canh giờ đóng cửa. Đợi đến lúc Trường Sinh cùng Đại Đầu trở lại bên trong,
Thủ vệ binh sĩ lập tức đóng lại cửa thành. Trường Sinh lên dây cót tinh thần, cất bước hướng đông. Buổi chiều, ta đem mộ binh ngân lượng phát đi xuống. Thiếu Lâm Tự cùng cái bang có lĩnh đi hay không? Đại nhân, ta cũng không có kiêm nhiệm hộ bộ công tác. Đại đầu lắc đầu. Trường Sinh nói chuyện, bản ý là giả bộ trấn định, không muốn biểu hiện quá mức sa sút. Ai ngờ nói ra lại càng thêm bại lộ tức lòng của mình không ở chỗ này. Mất hồn mất vía, lo lắng càng nói càng sai, liền không nói gì thêm. Đại nhân, Dương Khai đã trở về, đại đầu nói. Nghe được lời của đại đầu, Trường Sinh trong lòng buồn bã, cũng có hơi tiêu giảm. Trở về lúc nào? Hiện tại hắn đang ở đâu? Giờ thân đã trở về, đại đầu nói. Hiện tại ở ngự sử đài, sắc mặt của hắn cũng khó coi, giống như là có thương tích trong người. Chuyện gì xảy ra? Trường Sinh vội vàng truy vấn. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ cho lắm. Ta thấy hắn sắc mặt khó coi, liền mở lời hỏi. Nhưng hắn chỉ nói chúng phải phong hàn, không có gì đáng ngại, đại đầu nói. Hắn là người luyện khí, nào có dễ dàng lây nhiễm phong hàn như vậy. Trường Sinh nói chuyện, đồng thời tăng nhanh tốc độ. Ngự sử đài nằm ở phía tây hoàng thành. Sau hai khắc đồng hồ, hai người mới về tới ngự sử đài. Vừa tới cổng của ngự sử đài, lại đụng phải Thích Huyền Minh lúc này đang muốn đi ra ngoài. Khiến cho Trường Sinh có chút kinh ngạc là Thích Huyền Minh lúc này không mặc áo cà sa mà đổi một thân y phục hàng ngày, trên đầu đội mũ vải có gắn đỉnh. Không đợi Trường Sinh mở miệng đặt câu hỏi, Thích Huyền Minh liền chủ động mở miệng. Đạo trưởng, ta từ phòng thu lấy đi 50 lạng bạc, xin thông báo cho ngươi một tiếng. Trước đây, Nghe Thần Y đã từng đưa cho Thích Huyền Minh 5.000 lượng hoàng kim. Số tiền kia vẫn một mực tồn tại chương mục. Thích Huyền Minh có thể tùy ý đi lĩnh. Nhưng trước đây, Thích Huyền Minh một mực không có động tới tiền. Đại sư nói quá lời. Số tiền kia vốn chính là của ngươi, ngươi có thể tùy ý đi lĩnh. Trường Sinh nói đến chỗ này rồi thuận miệng hỏi. Đại sư, ngươi đổi bộ quần áo này là muốn đi làm gì vậy? Cảm thụ nhân gia khó khăn, thể nghiệm thế nhân hoan hỷ, Thích Huyền Minh cất bước đi về phía tây. Trường Sinh nóng lòng đi gặp Dương Khai, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Thích Huyền Minh vào ban ngày quá bận rộn đốc thúc ngự sử đài bổ khoái tập luyện võ công. Đến ban đêm muốn làm gì, hắn cũng không tiện can thiệp quá nhiều. Trường Sinh trước đó mặc dù đã đưa một tòa biệt viện cho Dương Khai, nhưng ngày bình thường Dương Khai vẫn ở trong công xá của ngự sử đài. Hai người đi tới gian phòng của Dương Khai, phát hiện cửa phòng vẫn đang đóng, bên trong phòng cũng không có đốt đèn. Lấy ánh mắt trưng cầu qua ý kiến của Trường Sinh, đại đầu tiến lên gõ cửa. Cửa phòng cũng không chốt, đại đầu trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trường Sinh sau đó vào cửa, mặc dù không có đèn, hắn lại có thể thấy rõ Dương Khai lúc này đang ngồi trên giường xếp bằng thổ nạp. Hắn lúc trước đoán không có lầm, Dương Khai cũng không phải là lây nhiễm phong hàn. Đỉnh đầu mơ hồ có hắc khí quanh quẩn, sắc mặt bầm đen, rất rõ ràng là tà khí xâm nhập. Chu Thiên Thần Công có thể tùy thời thu công. Thấy hai người vào cửa, Dương Khai liền dừng thổ nạp, xuống đất hướng Trường Sinh nói lời chào. Lúc này, đại đầu đã đốt sáng lên ngọn đèn ở trong phòng. Dương Khai chắp tay chào, Trường Sinh cũng chưa từng đáp lễ, mà là trực tiếp đưa tay cầm lấy thốn quan xích trên tay trái của Dương Khai. Chuyện gì xảy ra? Trên hành trình trở về, gặp phải thành tinh dị loại, quấy phá hại người, Dương Khai nói. Ta cùng yêu vật kia đánh nhau, mặc dù trọng thương nó, lại là bị nó cắn trúng tay trái. Là dị loại gì? Trường Sinh thuận miệng hỏi. Là một dị loại lông trắng, hóa thành nữ tử áo trắng. Nơi đó hương nhân gọi là trồn trắng.
Dương Khai trả lời. Trường sinh vì Dương Khai xem qua mạch, lại lột lên ống tay áo của hắn, xem vết thương trên cánh tay trái. Vết thương mặc dù không có lớn, phụ cận lại dĩ nhiên biến thành màu đen. Hàm răng của nó có độc. Trường sinh đi tới bên bàn đọc sách, bắt đầu nâng bút viết. Hoàng thử lang giống như là không có độc. Đại đầu bu lại. Chồn trắng cùng chồn vàng là không phải cùng một loại. Trường sinh vừa viết vừa nói. Chồn trắng so với hoàng tử lang phải lớn hơn không ít. Hình thể cùng chó nhà không sai biệt lắm. Loại động vật này so với hoàng tử lang lợi hại hơn rất nhiều. Lại là cổ mị hại người. Vật này lấy độc vật làm thức ăn, cho nên răng cũng mang độc. Mà độc tính thì phức tạp, bị nó cắn được là không cách nào dùng nội công để bước ra. Trường sinh ngỡ khí không có nhiều lo lắng. Đại đầu liền biết Dương Khai thương thế không nghiêm trọng lắm, lập tức tò mò hỏi. Dương Khai, ngươi vừa mới nói vật kia có thể hóa thân thành hình người hay sao? Dương Khai buông xuống ống tay áo, nhẹ gật đầu. Ngược lại, hướng trường sinh nói. Đại nhân, tình thế bên ngoài cũng không đúng lắm. Thế nào? Trường sinh đem phương thuốc vừa viết xong đưa cho đại đầu. Phái người đi lấy thuốc. Đại đầu tiếp nhận phương thuốc, bước nhanh đi ra ngoài. Dương Khai mở miệng nói. Yêu quái quấy phá, quỷ mị hoành hành, người chết đói khắp nơi, thôn xóm thậm chí có mây đen bao phủ, quỷ khóc giữa ban ngày. Trường sinh nghe vậy không có lập tức nói tiếp. Dương Khai nói tới loại tình huống này cũng không phải là đột nhiên phát sinh. Kỳ thực, thời điểm hắn chưa tới Trường An liền đã xuất hiện tình huống tương tự. Chỉ là khi đó tình huống không có nghiêm trọng như bây giờ. Cổ nhân nói, nước sắp diệt vong tất có yêu nghiệt. Yêu tà quỷ mị đại lượng xuất hiện cũng đã nói lên đại đường quốc vận không hưng, khí số mịt mờ. Người bên đường nhìn thấy bách tính cảnh ngộ như thế nào? Trường sinh hỏi. Không tốt. Dương Khai lắc đầu. Năm nay mùa đông lạnh lẽo khắc nghiệt, thậm chí ngay cả Giang Nam các nơi đều hạ xuống tuyết lớn. Bách tính thời kỳ giáp hạt không có lương thực no bụng, mà quan sai khắc nghiệt hùng lệ vẫn thúc ép thuế má. Bách tính khó sống được qua ngày, hoặc là ly biệt quê hương, hoặc là tụ tập cướp bóc, chỗ chỗ đến một mảnh loạn thế cảnh tượng. Dương Khai mặc dù ăn nói có ý tứ, nhưng cũng là người thiện tâm. Nói đến chỗ này, bất đắc dĩ lắc đầu, thật sâu thở dài. Người cũng biết ta đã thăng nhiệm hộ bộ thượng thư. Trường sinh hỏi. Đại đầu có nói với ta? Dương Khai gật đầu. Ta vừa mới tiếp nhận, còn chưa kịp xử lý chính vụ. Ngày mai ta liền chú ý việc này, lúc cần thiết thượng tấu triều đình, thỉnh cầu phát thóc trần tài. Trường sinh, chương 213, yêu tư quốc sự. Dương Khai trúng độc, thân thể hư nhược, tinh thần uể oải. Trường sinh cũng không cùng hắn thời gian dài nói chuyện, ngắn gọn trò chuyện rồi liền rời đi. Lúc ra cửa vừa lúc gặp được đại đầu đang trở về. Người buổi tiếp Dương Khai, ta đi gặp Dư Nhất. Thuốc bốc về sau, người đi gian phòng của Dư Nhất gọi ta. Ta phải tự mình nhìn xem sai dịch bốc về thuốc. Đại đầu gần đầu xác nhận. Trước đây trưởng sinh đã từng đem Dư Nhất từ đại lý tự điều tới. Mấy ngày nay vẫn bận sứt đầu mẻ chán, còn chưa kịp cùng Dư Nhất gặp mặt. Ngự sử đài chia làm Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung năm nơi khu vực. Mỗi nơi đều có rất nhiều phòng xá cùng viện lạc. Trưởng sinh ở tại hậu viện là trung tâm khu vực, Dư Nhất ở hậu viện mà lệch đông. Lúc này
nữ tử bình thường sẽ không nhậm chức quan lại. Giống như ngự sử đài, cái loại ty quản hình luật nha môn càng là ít có nữ tử. Cho nên duy nhất chỗ viện lạc chỉ có một mình nàng trú lại. Hòa thượng cùng đạo nhân đều muốn niệm kinh tảo khóa cùng vãn khóa. Lúc này canh giờ hẳn là niệm kinh vãn khóa thời gian. Trường sinh nguyên bản còn lo lắng sẽ quấy nhiễu dư nhất ngồi xuống niệm kinh. Trước từng nghĩ khi đi tới gian phòng của dư nhất thì thấy nàng đang ăn cơm. Dưới bếp biết dư nhất cùng Thích Huyền Minh đều là người mà hắn coi trọng, liền chuyên môn cho hai người làm thức ăn chay. Chưa từng nghĩ dư nhất giống như Thích Huyền Minh cũng không quá tuân thủ Phật môn thanh quy giới luật. Trên bàn ngoại trừ cơm chay còn có một bao món kho cùng một bầu rượu. Đại nhân, sao ngài lại tới đây? Dư nhất nghiêng người nhường đường, thỉnh trường sinh vào cửa. Tới nhìn ngươi một chút. Trường sinh trực tiếp đi hướng cái bàn, kéo ra cái ghế ngồi ở phía đông. Dư nhất đóng lại cửa phòng, trở lại chỗ ngồi phía tây, tiếp tục ăn cơm. Đại nhân, ngài ăn cơm tối chưa? Không ăn. Bất quá với ngươi một ít đồ vật này có vẻ như cũng không đủ. Trường sinh cười, rồi bốc lên một mảnh thịt kho. Vừa định ăn lại phát hiện là thịt trâu, liền thả trở về, đổi một miếng măng nhét vào trong miệng. Trường sinh tới thời điểm là gõ cửa trước. Dư nhất có đầy đủ thời gian đem rượu thịt thu lại, nhưng nàng đồng thời không có làm như vậy. Cái này nói rõ nàng căn bản cũng không muốn giấu giếm Tị Húy. Cho nên coi như trường sinh ngồi xuống đối diện, nàng vẫn nên ăn thịt thì ăn thịt, nên uống rượu thì uống rượu. Ở chỗ này đã quen thuộc hay chưa? Có ai tới quấy rối hay không? Trường sinh thuận miệng hỏi. Coi như cũng được. Dư nhất gật đầu. Trường sinh là đạo sĩ, không ăn thịt trâu, nhưng chính hắn không ăn lại cũng không phản cảm người khác ăn hay không. Hắn mỉm cười, chỉ vào cái túi món kho rồi hỏi. Người đây có phải là rượu thịt xuyên qua ruột Phật tổ lưu trong lòng hay không? Ha ha, cũng không phải. Dư nhất cười nói. Kỳ thật Phật môn cũng không cấm ăn thức ăn mặn. Huống chi ta chính là người tập võ, không ăn thức ăn mặn làm gì có khí lực mà tập võ luyện công. Có kiện sự tình ta một mực không rõ. Lúc trước ngươi tại sao lại muốn mạo hiểm bảo toàn ta? Trường sinh đặt câu hỏi. Đại nhân muốn nghe lời nói thật. Dư nhất vừa ăn uống vừa trả lời. Trường sinh mỉm cười gật đầu. Nói thật mãi mãi là tốt nhất. Dư nhất tướng ăn cũng không có nhã nhặn, nhấm nuốt đồng thời mở miệng nói. Các ngươi làm kiện sự tình kia đại khoái nhân tâm. Bình Khang Phường, cái nơi tàng ô nạp cấu, địa phương cũng không nên giữ lại. Còn có những tên mệnh quan triều đình kia, khi nhờn kỹ nữ thì thôi, nhưng nhất định phải lấy mạnh hiếp yếu, khi nhục nữ tử trong trắng, thật sự là đáng ghét. Chết vẫn chưa hết tội. Dư nhất nói xong, trưởng sinh mỉm cười gật đầu. Ta đem ngươi điều tới cũng không chỉ là vì báo đáp ngươi ngày đó che chở ân tình. Ta biết. Dư nhất nói. Chúng ta tác phong làm việc có chút tương tự. Đại nhân yêu mến thuộc hạ, ghét ác như cừu, sát phạt quả đoán. Trường sinh cười nói. Ngược lại hỏi. Người vốn là người xuất gia, không phải tứ đại giai không hay sao? Tại sao lại phải đến làm quan? Dư nhất tự rót tự uống, sau đó đặt chén rượu xuống, mở miệng nói. Người xuất gia mỗi ngày lễ Phật niệm kinh, được người cung cấp nuôi dưỡng. Thiên hạ ngày nay đại loạn, thế nhân cực khổ. Thụ người ta cung cấp nuôi dưỡng, ăn người ta thuế thóc, thời khắc mấu chốt cũng không thể khoanh tay đứng nhìn, không hề làm chút gì. Trường sinh có ý trọng dụng dư nhất, mặc kệ là kết giao bằng hữu hay là trọng dụng thuộc hạ, tiền đề nhất định là phải cách đối nhân xử thế, ý nghĩ nhất trí.
Nghe Dư Nhất nói như vậy, Trường Sinh rất là hài lòng, lập tức lại hỏi: đối với đương kim thời cuộc, ngươi có ý kiến gì không? Không có cái nhìn gì, Dư Nhất lắc đầu. Ta biết mình có bao nhiêu cân lượng. Bắt người phá án ta có thể, bày mưu nghĩ kế ta không thành. Đại nhân, ngươi cũng không cần nhiều lời. Ngươi mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng ta bội phục ngươi. Mặc kệ là nhân phẩm, tâm tính hay là can đảm mưu trí, ta đều bội phục ngươi. Nhận được ngươi coi trọng ta, ta nguyện ý đi theo ngươi. Không vì quan to lộc hậu, chỉ vì có thể giết nhiều mấy tên tham quan ô lại, nâng đỡ mấy tên cực khổ bách tính. Nghe được Dư Nhất lời nói từ đáy lòng, Trường Sinh nghiêm mặt gật đầu. Muốn nghe chính là câu nói này của ngươi: triều đình để cho ta trông coi hộ bộ, còn kiêm nhiệm ngự sử đài. Hoàng thượng muốn cho ta làm gì, hẳn là ngươi phải rõ ràng. Tiếp xuống, chúng ta trước tiên đem Trường An thu thập lại, sau đó liền phái các ngươi đi dò xét các địa phương. Trước đây ta đã phái ra một chút ngự sử đi trước dò xét, nhưng đám gia hỏa này lại âm phụng Dương Vi, vụng trộm chạy về lại không ít, cuối cùng cũng không phải là người của mình, dùng đến chính là cũng không thuận tay. Đại nhân làm vậy là đúng, Dư Nhất gật đầu. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Chỉnh đốn lại triều trị là việc cấp bách. Bách tính thời gian này vốn là trôi qua thật gian nan. Thật sự nếu không trừng trị những tên tham quan ô lại, vơ vét mồ hôi nước mắt của dân, dân tâm liền triệt để tiêu tán. Trường Sinh mới chuẩn bị nói tiếp, lại nghe được ở ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Hắn quen thuộc tiếng bước chân của đại đầu, biết rằng đại đầu đã tới, liền thẳng thân đứng dậy. Ta còn có việc, có rảnh lại đến nói chuyện cùng ngươi. Dư Nhất gật đầu xác nhận, đứng dậy đưa tiễn. Trường Sinh theo đại đầu trở về đông viện, đối với sai dịch bốc về thuốc tiến hành cẩn thận kiểm tra, xác định không có sai liền mới để cho đại đầu cầm xuống đi nấu. Dương Khai trước đây đã gặp phải một lần ám toán, mà đối phương sở dĩ ám toán Dương Khai chính là bởi vì Dương Khai Chu Thiên Thần Công có thể hấp thụ, đồng thời chuyển đi linh khí. Tại thời khắc mấu chốt, có thể vì Trường Sinh bổ sung linh khí. Hỗn Nguyên Thần Công của hắn vốn là bá đạo phi thường, lại được Dương Khai Chu Thiên Thần Công tương trợ, không khác nào như hổ thêm cánh. Trường Sinh tâm tình rất là sa sút, xử lý xong việc vặt liền muốn trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng trầm ngâm qua đi lại cải biến chủ ý, rời đi ngự sử đài chạy tới hộ bộ. Triều đình muốn cầm Nghê Gia khai đao, mà hắn lại trước khi triều đình động thủ hỏa tốc đưa tiễn Nghê Gia đám người. Cử động lần này khẳng định sẽ khiến cho hoàng thượng bất mãn. Sáng sớm mai lên triều hắn phải đi nhìn xem hoàng thượng cùng văn võ bá quan có thái độ như thế nào, mà cũng không thể chỉ đem hai cái tai đi nghe. Thân là hộ bộ thượng thư, dù sao cũng phải ra khỏi hàng tấu sự tình. Sự tình khác có thể tạm thời không tấu, nhưng tham quan gia sản thu được ngân lượng nhất định phải báo lên trên. Đây chính là hoàng thượng chuyện quan tâm nhất. Hoàng thượng muốn cầm Nghê Gia khai đao có bao nhiêu phương diện nguyên nhân, nhưng trong đó khẳng định có đầy đủ quốc khố cân nhắc. Nếu là lần này thu được đầy đủ ngân lượng, hoàng thượng trong lòng oán khí cùng bất mãn có thể ít đi một chút. Hộ bộ chủ quản tài chính dân sinh là nha môn lớn nhất triều đình. Cho dù đến ban đêm cũng có quan viên trực ban làm việc. Trường Sinh tự xưng trung đường, sau đó sai người đem các ti phòng quan lại gọi tới tra hỏi. Trên bàn hắn còn trưng bày đại lượng công văn trình lên. Ngồi đợi đám người chạy tới trong khoảng thời gian này, hắn liền tiện tay lật xem những cái công văn kia. Các châu quận phủ huyện hướng triều đình tấu công sự là có minh xác quy chế, ngoại trừ tam phẩm trở lên đại tướng nơi biên cương, trung đề cấp quan viên là không có tư cách trực tiếp cho hoàng thượng thượng tấu trình. Khác biệt công vụ cần phân biệt báo cáo cho khác biệt phân công quản lý nha môn.
hộ bộ trông coi tài chính dân sinh, cho nên phía dưới đưa tới công văn đều là thuế ruộng dân sinh có quan hệ. Những công văn này, 10 phần có 9 phần là hướng triều đình đòi tiền cần lương. Có cái thành ngữ gọi là thời kỳ giáp hạt. Thời kỳ giáp hạt chỉ chính là đầu năm tới khoảng thời gian cây trồng vụ hè. Khoảng thời gian này là lúc dân chúng đời sống khó khăn nhất. Năm ngoái lương thực đã ăn xong, năm nay lương thực còn chưa có thu hoạch tới. Bởi vì cái gọi là tổ chim bị phá thì trứng không thể nguyên vẹn. Ngoại trừ Giang Nam bộ phận châu quận, cả nước đại bộ phận địa khu đều ở vào thiên tai bao phủ. Địa phương nha môn nhao nhao thỉnh cầu phát lương trần tai. Không trần tai, hậu quả trực tiếp chính là người chết. Công văn bên trên viết vô cùng rõ ràng. Bên trong hạt khu của mình, mỗi ngày sẽ chết đói bao nhiêu người. Ngoại trừ thỉnh cầu trần tai, còn có đòi tiền. Đòi tiền những công văn này, đại bộ phận đều là binh bộ chuyển tới. Mặc dù đại đường quân đội, đại bộ phận đều do tiết độ sứ các nơi trưởng khống, nhưng những quân đội này trên danh nghĩa vẫn là quân đội của triều đình, cần triều đình phân phối quân lương. Trừng Sinh càng xem càng thêm sinh khí. Đây đều là chuyện gì? Những thứ quân đội này triều đình căn bản điều động không được mà vẫn phải nuôi bọn hắn. Đây không phải là không thể giả được nuôi hổ gây họa hay sao? Mà điều làm hắn sinh khí nhất chính là không nuôi còn không được. Những tên tiết độ sứ cầm binh tự trọng, ngôn ngữ ngạo mạn, chỉ nói nếu là ngừng phát quân lương liền sẽ khó có thể bình an quân tâm, sợ sinh binh biến. Đây không phải là trắng trợn đe dọa cùng áp chế triều đình hay sao? Ngoại trừ sinh khí, Trừng Sinh càng nhiều là sầu lo. Nghe chắc đối với đại đường có nhiều bi quan không phải là không có nguyên nhân. Nghe chắc sở dĩ bi quan như vậy bởi vì nghe chắc so với Trường Sinh hiểu rõ hơn tình huống trước mắt của đại đường. Đại đường đã từng như mặt trời ban trưa, vạn bang triều bái, lúc này chỉ còn lại là một cái thùng rỗng. Trường Sinh, chương 214, chủ chính hộ bộ. Trường Sinh đang liếc nhìn công văn lo sầu buồn bực. Các ty phòng thủ quan viên phụng mệnh đi vào. Dân sinh chính là quốc gia căn bản. Hộ bộ chủ quản dân sinh, trách nhiệm trọng đại. Cho nên trong đêm, hộ bộ quản lý các ty cũng có quan viên phòng thủ làm việc. Lần này, đi tới quan viên, tổng cộng có hơn 10 vị. Đa số là các ty chủ sự. Chủ sự cũng không phải là các ty chủ quan, lang trung mới là. Nhưng các ty chủ quan bình thường sẽ không trong đêm ở phòng làm việc, cho nên lưu lại đa số là phó chức. Mọi người cũng không biết Trường Sinh vì sao ban đêm gấp triệu rón ra rón rén đi vào, nơm nớp lo sợ, khum núm đáp lời. Lúc này kê biên tài sản tội thần, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Cũng không phải quan viên và sai dịch lười biếng, mà là án này liên quan tới quá nhiều. Riêng là ngũ phẩm trở lên quan viên liền có hơn 70 người. Ngũ phẩm trở xuống quan viên số lượng lại càng nhiều. Từ hoàng thượng hạ chỉ cho tới bây giờ bất quá là 2 ngày. Nhà thì đã dò xét, đồ vật cũng đã trở về, nhưng gia sản kiểm đếm cùng quy ra lại vẫn chưa có chấm dứt. Bất quá vàng bạc và tiền tài số lượng ngược lại đã thống kê ra, ước chừng 3.200 vạn lượng. Nghe được thuộc hạ báo cáo, Trường Sinh tâm tình hơi có chuyển biến tốt. Ngược lại mệnh cho đám người dưới trướng, đối với những gia sản chưa được quy vào tham quan gia sản cũng tiến hành tạm tính. Điều này quả thực có chút ép buộc. Bất quá cũng may Trường Sinh
muốn chỉ là tạm tính ra, nói thiếu đi cũng không tính là khuyết điểm. Một phen châu đầu ghé tai, đám người cho ra một cái số lượng đáng tin cậy. Hẳn là có 2.000 vạn lượng. Trường sinh có chút nhẹ nhàng thở ra. Lần này kê biên tài sản tham ô, tổng cộng tiền bạc được hơn 50 triệu lượng. Lại thêm trước đây hắn đã tụ tập và nghe ra quyên tặng, khấu trừ vào ban ngày phân phối ra 300 vạn lượng. Triều đình quốc khố còn có tiền bạc khoảng 6.000 vạn lượng. Trước khi diệt trừ Yêm Đả, triều đình quốc khố tồn ngân không đủ 200 vạn lượng. Bây giờ tồn ngân tới 6.000 vạn 2, trọn vẹn trước kia 30 lần. Bởi vì cái gọi là một tốt át đi trăm xấu. Hoàng thượng nếu là nghe được tin tức này, nhất định tâm tình sẽ thật tốt. Chỉ riêng cử chỉ này cũng đủ để hòa tan đi sự bất mãn của hoàng thượng đối với việc hắn và Long Hồ Sơn trợ giúp nghe ra xa rời tránh họa. Biết được Trường Sinh trong đêm triệu tập hộ bộ quan viên, hai vị thị lang hộ bộ cùng các ti lang trung tuần tự nghe hỏi chạy tới. Tới canh hai thời gian, trung đường phía trên đã tụ tập hơn 30 vị quan viên. Trường Sinh sai người vì các vị quan viên chuẩn bị cơm canh bữa khuya, sau đó cùng mọi người cùng một chỗ trong đêm nghị sự. Nghị sự chủ đề chỉ có một cái, đó chính là số tiền này hẳn là xài như thế nào. 6.000 vạn 2, mặc dù không ít, nhưng cũng không phải là rất nhiều. Trước mắt, tài chính và dân sinh khắp nơi đều có thâm hụt và lỗ hổng. Số tiền kia hẳn là dùng để chắn vào lỗ thủng nào đó. Đối với tiền bạc phân phối, đám quan viên đang ngồi ý kiến khác nhau rất lớn. Mới đầu Trường Sinh còn không rõ, bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng. Những tên hộ bộ quan viên này tuy là quan ở kinh thành, lại đến từ các địa phương khác nhau. Đối với những châu quận phủ huyện có quan hệ tương đối thân mật với mình, trong lòng của bọn hắn là có khuynh hướng thiên về. Đồng dạng tai họa, Trương chủ sự đề nghị ưu tiên cứu tế Hoài An phủ, mà Vương Lăng Trung thì đề nghị cứu tế Lĩnh Nam quận. Trừ cái đó ra còn có các bộ cần thiết: binh bộ đòi tiền phát quân lương, công bộ đòi tiền tu cung điện, ngự mã giám đòi tiền mua sắm ngựa, nội vụ phủ đòi tiền duy trì hoàng tộc chi tiêu. Mọi việc như thế nhiều không kể xiết. Những nha môn này với hộ bộ quan hệ cũng tương đối tốt, chính là vì có âm thầm quan hệ, cho nên lúc chia tiền liền có người hỗ trợ nói chuyện. Đối với loại tình huống này, Trường Sinh bất đắc dĩ lại phản cảm. Bởi vì cái gọi là có tình liền không có công chính. Thân là mệnh quan triều đình, làm việc công lẽ ra cân nhắc nặng nhẹ, mà không phải là thân cận xa xơ. Nghe chúng nhân lao nhao, Trường Sinh cảm thấy nhức đầu. Đến cuối cùng phiền muộn không thôi, dứt khoát trực tiếp hạ lệnh, đem tất cả công văn của cả nước đều thống kê bày ra, trước tính toán ra cần thiết tổng số, sau đó lại dần dần châm trước phân phối. Đều nói làm quan nói một câu, làm lính chạy gãy chân, lời này không có giả. Trường Sinh quyết định này trực tiếp làm cho hộ bộ quan viên và công sai một khắc không ngừng bận rộn hết một canh giờ. Cuối cùng thống kê ra tổng cần phân phối ngân lượng là hơn 400 khoản, tính gộp lại cần thiết ngân lượng khoảng 2.000.000 lượng. Sau khi thống kê, cần phải làm chính là cắt giảm, cũng không thể phụ thuộc vào nhu cầu của nha môn và địa phương mà trực tiếp cho nhiều hay ít. Có thể hoãn lại thì cố gắng trì hoãn, phân ra nặng nhẹ. Giống như duy tu đường sông, khoản tiền này nhất định phải phân phối. Nhưng trước mắt cách mùa mưa còn có 4 tháng, khoản tiền này có thể thích hợp lùi lại một chút. Trường Sinh mới đến, đối với việc cần làm của hộ bộ ít có hiểu rõ. Hắn biết điểm yếu của mình, cũng không có độc đoán, mà là đem tất cả khoản tiền dần dần đưa ra, trưng cầu ý kiến của đám người. Hộ bộ ngoại trừ hắn, những quan viên khác đều rất quen thuộc bản chức
cần phải làm, cái nào có thể trì hoãn, cái nào có thể giảm bớt, bọn hắn đều có chừng mực, ngắn gọn thương nghị, liền có thể định ra. Đám quan viên của địa phương cũng có nói láo và bán thảm, vì muốn có thêm nhiều ngân lượng, không tránh khỏi có người nói sai lệch. Liệu bọn hắn có báo cáo sai tình hình tai nạn hay không, Trường Sinh là không đoán ra được. Nhưng những hộ bộ quan viên này kiến thức rộng rãi, có thể căn cứ vào thu hoạch của năm trước đó, thậm chí là tính nết của chủ chính quan viên để châm trước phân biệt, phán đoán thật giả. Dâng thư thỉnh cầu Trần Tài đều là cần lương, nhưng triều đình không có lương, cho dù Trần Tài cũng nhiều là phân phối ngân lượng mua lương. Đối với giá cả thóc gạo của các nơi, Trường Sinh cũng không có hiểu rõ. Cũng may hộ bộ còn có kho bộ ti, kho bộ ti quan viên tìm hiểu tình hình cũng có thể tương đối chính xác quy ra. Trường Sinh mặc dù được bổ nhiệm làm hộ bộ thượng thư, lại là hai mắt đen thui. Trong ấn tượng của hắn, cả nước phạm vi lớn gặp nạn, toàn bộ đại đường hẳn là đều thiếu lương mới đúng. Nhưng vấn đề ngây thơ như thế, hắn cũng không tiện trực tiếp hỏi, chỉ có thể hơi thêm đường vòng lượn quanh. Về sau liền có quan viên mở miệng giải hoặc, nguyên lai mễ lương vẫn phải có, nhưng đại bộ phận đều ở trong tay của thương nhân và phú hộ. Thương nhân thu lợi cũng nên mua thấp bán cao, cũng không thể bởi vậy lên án bọn hắn vi phú bất nhân. Mà triều đình cũng cuối cùng không phải là thổ phỉ sơn tặc, cho dù cần mễ lương cũng không thể ăn cướp trắng trợn hay là ngấm ngầm tước đoạt, chỉ có thể dùng ngân lượng từ thương nhân phú hộ mua đi. Hắn vốn biết hộ bộ việc cần làm so với ngự sử đài muốn phức tạp rườm rà, nhưng cho tới giờ phút này mới phát hiện chuyện này xa so với chính mình tưởng tượng còn rườm rà hơn rất nhiều. Cả nước các nơi nha môn, bao quát triều đình lệ thuộc trực tiếp các bộ nha môn, tất cả cần tiền bạc đều sẽ cho hộ bộ phát công văn, từ hộ bộ cân nhắc rồi báo hoàng thượng hạch chuẩn. Trước đây Yêm Đảng cầm giữ triều chính còn cần trải qua trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh, thượng thư tỉnh ba cửa ải này. Bây giờ Yêm Đảng đại thế đã mất, trung thư tỉnh và môn hạ tỉnh cùng thượng thư tỉnh đều nằm trong trưởng khống của hoàng thượng, chỉ cần hoàng thượng gật đầu liền có thể chấp hành đi làm. Bất quá thân là các bộ đường quan làm việc công, cũng không thể đem đủ loại chuyện trực tiếp ném cho hoàng thượng hỏi hoàng thượng phải làm gì, mà là muốn xuất ra cụ thể đối sách, sau đó xin chỉ thị hoàng thượng làm như vậy có được hay không. Tả hữu thị lang đều là thượng thư phụ tá, mặc dù hai cái phụ tá và một đám thuộc hạ đều ở cùng chỗ, Trường Sinh cũng không phải là tất cả hạng mục công việc đều trưng cầu ý kiến của bọn hắn. Tất cả những khoản tiêu xài có liên quan tới hoàng thượng, bao quát công bộ muốn cho hoàng thượng sửa chữa cung điện, nội thị cấm quân khí giới quân nhu, bao quát trong cung ăn ở, tất cả những khoản tiền này hết thảy toàn ngạch phân phối. Trường Sinh làm như vậy là có sâu xa cân nhắc. Hắn nhất định phải để cho hoàng thượng biết hắn đem hoàng thượng đặt ở vị trí thứ nhất. Hoàng thượng bản thân có thể tiết kiệm, lại quyết không thể bị thuộc hạ buộc tiết kiệm. Đây là bản chất khác biệt. Ngân lượng nhất định phải toàn ngạch phân phối, hoàng thượng dùng không hết rồi trả lại, tất cả là do thái độ của hoàng thượng. Trường Sinh đã định ra sự tình, thị lang và những quan viên khác không có bất kỳ dị nghị. Người đứng đầu nắm giữ quyền lực tuyệt đối, đây là thông lệ đã kéo dài mấy ngàn năm, chế hòa phong khí. Đối với chuyện này, phụ tá không có lời gì oán hận, bởi vì ai đánh nhịp thì người đấy là gánh trách nhiệm. Thật xảy ra chuyện, truy trách nhiệm vẫn là chủ quan không may. Cho dù dần dần cắt giảm, đến cuối cùng trong thời gian ngắn nhất định phải thanh toán ngân lượng vẫn vượt qua 100 triệu lượng. Trong cung cả năm chi phí, bao quát cấm vệ quân, cảnh vệ quân quân lương, cho dù đủ số phân phối cũng bất quá là 500 vạn lượng. Hai khoản cần tiêu xài lớn nhất, một là quân lương,
hai là trần tài. Các nơi tiết độ sứ yêu cầu quân lương tổng ngạch ước khoảng 5.000 vạn lượng, mà các loại trần tài cần thiết ngân lượng cũng tiếp cận 5.000 vạn lượng. Tới lúc này, Trường Sinh lại lần nữa bắt đầu sầu muộn. Hộ bộ hiện hữu tồn ngân 6.000 vạn hai, còn không thể toàn bộ chi ra. Dựa theo bản ý của hắn, nghĩ hết khả năng hướng về trần tài, bởi vì bách tính là quốc gia căn bản, không trần tài liền sẽ có người chết. Mà tiết độ sứ trong tay đám binh mã kia đều không nhận triều đình tiết chế, cấp quân lương cho bọn hắn không khác nào nuôi hổ gây họa, lửa cháy thêm dầu. Có thể là nếu như không cấp cho quân lương, những tên tiết độ sứ này liền sẽ có cớ để khởi binh phản loạn. Mà trước mắt triều đình còn không có thực lực đi bình định. Mặc dù phe Yêm Đà do Dương Phục Cung cầm đầu đã bị khu trục ra khỏi triều đình, nhưng Dương Phục Cung còn chưa đền tội. Kẻ này có không ít nghĩa tử thống binh bên ngoài. Những tên tiết độ sứ họ Dương Thủ cũng đều là nghĩa tử của kẻ này. Tổng cộng có 5 người, tổng binh lực vượt quá 20 vạn, phân biệt đóng giữ ở các khu vực khác nhau. Thấy đã đến canh giờ vào chiều, Trường Sinh chấm dứt thương thảo, cùng bản bộ ngũ phẩm trở lên quan viên cùng đi vào triều. Ngoại trừ hắn, những quan viên khác đều là khoa cử xuất thân quân văn, vào triều đều là ngồi kiệu. Lúc đầu hộ bộ thượng thư cũng có kiệu xe kéo. Trường Sinh ra sức cả đêm, hoa mắt chóng mặt, ra trung đường mới nhớ mình đang ở hộ bộ. Vả lại Hắc công tử đã bị hắn đưa cho Nghi Tờ Ni, chỉ có thể ngồi kiệu vào triều. Bởi vì không có quan phục, còn phải chạy về một chuyến ngự sử đài. Trường Sinh ngồi trên kiệu xe, lên dây cót lại tinh thần, vội vàng suy nghĩ chút tiền đấy làm sao phân chia. Trong triều đình khẳng định sẽ có nhãn tuyến của những tên tiết độ sứ kia. Hắn muốn trần tai liền muốn báo lên quốc khố còn lại tồn ngân, mà một khi báo cáo quốc khố tồn ngân, những tên tiết độ sứ cầm binh tự trọng liền sẽ biết triều đình có ngân lượng. Chỉ trần tai mà không phát quân lương cũng có khả năng dẫn phát binh biến. Nhưng Trường Sinh sâu trong nội tâm vô cùng rõ ràng, mặc kệ phân phối nhiều ít ngân lượng cho những tên tiết độ sứ kia, đều là dùng bánh bao thịt đánh chó, kết quả xui xẻo vẫn là triều đình. Chẳng nhẽ tất cả đều hoãn không làm cũng không được. Trước mắt thời kỳ giáp hạt, các nơi tình hình tai nạn nghiêm trọng, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người chết đói. Một ngày không phân phối ngân lượng trần tai, liền càng có nhiều nạn dân chết đói. Hắn xuất thân nghèo khổ, biết rõ bách tính gian nan, bây giờ thân cư cao vị, có năng lực cứu tế những nạn dân này. Nếu như không làm, chẳng phải là ngồi không ăn bám, xem mạng người như cỏ rác hay sao? Trở lại ngự sử đài, vừa lúc gặp được Dương Khai đang muốn vào triều. Dương Khai sau khi uống thuốc dư độc giải hết, chỉ là tinh thần vẫn còn uể oải. Thấy cảnh này, Trường Sinh liền mệnh cho hắn lưu lại ngự sử đài nghỉ ngơi, mình thì thay đổi quan phục, ngồi lên kiệu xe đi vào trong hoàng cung.